Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Siêu phàm sát thần tập 54, sau khi biết tin tập đoàn Thiên Chính tái xuất, cả Giang Thành rúng động. Hạ Mẫu đã dùng thế lực của mình đã ra lệnh phong sát tập đoàn Thiên Chính. Điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn, không chỉ riêng tập đoàn Thiên Chính mà cả tập đoàn Bắc Danh của Thẩm Hải Hoa cũng bị thiệt hại lớn. Hiện tại Diệp Thần đang ở biệt thự của mình, vì tác dụng của đan dược hắn cảm thấy trạng thái của mình rất tốt nên vẫn luôn tu luyện. Lúc này chợt có điện thoại gọi tới, Người gọi chính là Thẩm Hải Hoa, Diệp Thần cầm điện thoại ấn nút nghe, Thẩm Hải Hoa có chuyện gì vậy? Lập tức đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Thẩm Hải Hoa, lời nói rất gấp gáp, "Diệp tiên sinh, xảy ra chuyện lớn rồi, Giang Nam hạ gia cùng Ninh ba tứ đại gia tộc liên thủ tẩy chay tập đoàn Thiên Chính chúng ta. Ngày mai không ai dám đến ủng hộ chúng ta khai trương, bởi vì điều đó đồng nghĩa sẽ đắc tội với tứ đại gia tộc và hạ gia, sau này nghiệp vụ của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng lớn. Thậm chí tập đoàn Bắc Danh cổ phiếu đã giảm một nửa." trong điện thoại thẩm hải hoa truyền ra giọng nói vô cùng bình tĩnh của diệp thần chuyện này nằm trong dự tính của tôi thẩm hảo hoa lúc này trở nên bối rối sao ngươi không lo lắng chút nào vậy đây không phải đơn giản là không ai đến ủng hộ chúng ta mà là sau này không ai dám làm ăn với chúng ta hay chúng ta đổi thời gian khai trương đi diệp thần cười lạnh một tiếng đổi thời gian khai trương tại sao phải đổi thời gian bọn họ chống đối thì cứ để bọn họ chống đối đến lúc tập đoàn thiên chính chúng ta tung ra sản phẩm bọn họ không có tư cách dùng Ngươi chỉ cần làm cho ta một việc ghi chép tất cả các xí nghiệp tẩy chay chúng ta, sau đó đăng lên web của công ty, nói rằng sau này bọn họ không có tư cách mua sản phẩm của chúng ta. Mọi việc còn lại cứ giao cho ta, ta không những muốn tập đoàn Thiên Chính khai trương, mà còn phải khai trương thật hoành tráng. Sau khi nói chuyện với Thẩm Hải Hoa, Diệp Thần còn gọi cho Chu Nhân Đức và Diệp Lăng Thiên dặn dò vài việc. Diệp Lăng Thiên có ý ra mặt, nhưng đã bị Diệp Thần từ chối, một cái Ninh Ba nhỏ nhoi này chưa cần hắn lộ diện. Sau đó hắn trở về nhà của Tôn Di, ta đã về rồi. Vừa bước vào trong Diệp Thần giật mình, thấy hai người đẹp trong bộ dạng rất khẩn trương đi về phía hắn. "Hai ngày nay anh đi đâu sao không nói với tôi một tiếng?" Tôn Di lên tiếng trước. Phía bên cạnh Hạ Nhược Tuyết cũng nhẹ giọng hỏi, "Tập đoàn Thiên Chính là do ngươi thành lập?" Diệp Thần gầy gầy đầu thừa nhận, "Có thể xem là vậy, tập đoàn Thiên Chính là doanh nghiệp của cha tôi, tôi bây giờ chỉ là kế thừa mà thôi." Hạ Nhược Tuyết lập tức ngã vào lòng của Diệp Thần, trước sự ngỡ ngàng cùng 10 phần ghen tuông của Tôn Di. Diệp thần thật xin lỗi, ta không ngờ mẹ ta lại dùng thế lực của hạ gia để uy hiếp tới tập đoàn thiên chính. Tôi đã gọi nhiều lần cầu xin bà ấy, nhưng bà ấy không đồng ý, ta xin lỗi. Hạ nhược tuyết nước mắt lan dài trên má, nàng vẫn nghỉ diệp thần vì nàng mới chống lại hạ gia, lập lên tập đoàn thiên chính. Nàng nghĩ mình thật sự rất có lỗi với diệp thần. Diệp thần nhìn thấy bộ dạng tự trách của nhược tuyết, vội dùng tay so so đầu, nói đùa với nàng. Cô đừng tự trách, chuyện này không phải là do cô. nếu cô thấy mình có lỗi, chi bằng cô hôn tôi một cái gọi là an ủi. lời còn chưa nói hết, hạ nhược tuyết thân thể liền song tới hôn lên gò má diệp thần. bây giờ ngươi hài lòng chưa? thanh âm mềm mại kết hợp với vóc dáng cao ngạo làm hạ nhược tuyết càng thêm hấp dẫn. bên cạnh thì tôn di cảm thấy mình như là người thừa trong chính ngôi nhà của mình. nàng không nghĩ hai người bọn họ đã có mối quan hệ như thế này, khóe mắt của nàng đã đỏ ửng. diệp thần cũng không ngờ nhược tuyết làm thật, chẳng qua hắn chỉ muốn đùa cho vui thôi nhưng việc đã xảy ra, hắn cũng đành ra vẻ hài lòng ấn like, có thể xem đây là niềm an ủi rất tốt, cô cứ yên tâm, ngày mai khai trương mọi chuyện nhất định thuận lợi. Nhanh chóng đã đến ngày hôm sau, cảnh chuyển đến trước cửa tập đoàn Thiên Chính, Thẩm Hải Hoa đang đứng trước cửa lo lắng, đi tới đi lui, hiện tại không có ai dám đến chúc mừng, chỉ có những người hiếu kỳ đến xem náo nhiệt. Thẩm Hải Hoa đang rất mong Diệp Thần đến đây, bởi vì ở đây hắn rất cô đơn, tập đoàn Thiên Chính giống như bị cả thế giới gảy lạnh. Lúc này có một người đàn ông, Bận Âu phục đi đến, ho nhẹ hai tiếng, sau đó chào hỏi Thẩm Hải Hoa. Thẩm Hải Hoa nhìn người đàn ông trung niên, trên mặt lộ ra sự kích động, liền vội vàng đưa tay ra nói, "Triệu Hữu Thành, ha ha, tôi biết ngay ông xẻ nền mặt tôi, chúng ta có 10 năm giao tình, quả nhiên tình nghĩa vẫn là quan trọng nhất." Thẩm Hải Hoa định bắt tay nhưng đã bị Triệu Hữu Thành gạt ra. Triệu Hữu Thành chỉ thẳng Thẩm Hải Hoa, "Hải Hoa, chúng ta làm huynh đệ nhiều năm như vậy, đừng trách tôi không khuyên ông. Ông hãy lập tức thu tay lại." giúp đỡ tên phế vật diệp ra đó đối với ông không hề có ít lợi gì thẩm hải hoa vừa định nói chuyện thì diệp thần trên người bận một bộ âu phục chậm rãi đi tới thẩm hải hoa cũng không nói nữa quay sang chào hỏi diệp thần diệp tiên sinh cuối cùng ngài đã tới diệp thần vỗ vỗ vai thẩm hải hoa ông vất vả rồi triệu hữu thành nghe thấy cách xưng hô của thẩm hải hoa với diệp thần như vậy liền nhíu mày nói thẩm hải hoa ngươi là nị bệnh đến ngu ngốc rồi sao sao lại tôn kính với một tên phế vật như vậy thẩm hải hoa kềm nén lửa giận không được nữa xoay người chỉ đến triệu hữu thành nói triệu hữu thành ngươi ngày hôm nay nếu như tới ủng hộ ta thẩm hải hoa từ trong đáy lòng cảm ơn ngươi nếu như ngươi là tới nói nhăn nói cụi thì cút cút càng xa càng tốt thẩm hải hoa ta tốt bụng tới khuyên ngươi ngươi lại có thái độ như vậy đối với ta tỉnh giang nam hạ gia và ninh ba tứ đại gia tộc đối với tập đoàn thiên chính đã ra phong sát lệnh nếu ông cứ chấp mê bất ngộ ta sẽ giải trừ hết ba dự án chúng ta hợp tác trong năm nay thưa nước đục thả câu, chẳng qua dự án có mấy tỷ, lão tử không cần nữa cút cho lão tử. Đồ ngu, tập đoàn Bắc Danh của ông cũng đừng hòng yên thân, chờ bị tứ đại gia tộc và hạ gia làm thịt đi. Thẩm Hải Hoa chịu không được liền gọi bảo an đến, thấy gọi bảo an, Triệu Hữu Thành hừ một cái rồi rời đi. Lúc này Thẩm Hải Hoa quay sang nói với Diệp Thần, tình hình hiện tại là như vậy, người tôi mời không ai dám đến ủng hộ, ông Diệp chúng ta phải làm sao? Diệp Thần vẫn là bình thản, không sao, sẽ tốt lên thôi về phía triệu hữu cảnh sau khi rời đi hắn đã đến chỗ sở thục nhiên cách đó không xa sở tiểu thư sắp 9 giờ rồi không có một ai đến chúc mừng các doanh nghiệp lớn nhỏ ở gian thành cùng biết thân biết phận không ai dám tham dự không ai ngu mà đi tìm chết sở thục nhiên hai tay ôm bưởi vô cùng cao ngạo diệp thần a à, diệp thần ta muốn xem thử tên phế vật nhà ngươi làm sao hồi sinh ván cờ chết này các bạn quan tâm video cho mình xin một like và một đăng ký để nhận được thông báo video mới nha mình rất cảm ơn